Chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh của Lam Audio. Hôm nay thì tiếp tục các clip test lọc xì gửi đi đến cho anh em các tỉnh. Thì hôm nay em test lại một em lọc xì bằng thương hiệu Victor. Em này thì có model là Victor C60 nhé. Test để gửi đến cho anh một khách ở bên Từ Sơn, Bắc Ninh. Anh đã chốt và đã chuyển khoản đủ, và bên em sẽ tiếp tục thì sách là hỗ trợ bao ship đến cho anh em và không mất thêm một đồng chi phí nào với các anh em chuyển khoản đủ cho bên em. Với những cái vết xước như này thì có một cái clip em đã phân tích với em này rồi, và anh cũng đã nắm bắt được cái hiện trạng của nó và cũng đã chốt với em này. Về tình trạng máy móc thì em vẫn bao zin bao nguyên bản và vẫn bảo hành miễn phí cho anh em là 3 tháng nhé, nên anh em không có gì phải lăn tăn cả. Chỉ có một điều là anh em quan tâm lưu ý đến giúp em, tất cả hàng nội địa thì là đều chạy điện 100, nên em chú ý giúp em. Em vẫn sẽ ghi cái cảnh báo ở phía trên nóc của máy để cho anh em biết, cũng như là dịch các cái rắc kết nối ở phía sau bằng tiếng Việt để cho anh em về anh em dễ sử dụng. Và em đều dán bằng băng dính giấy. Sau đó thì anh em khi anh em đã quen mắt rồi thì anh em có thể bóc ra rất là dễ dàng. Còn về phía trước thì anh em nhìn qua thì đại đa số là tất cả các phím này đều không ấn vào nhé. Ấn vào là sử dụng các cái tính năng khác, ví dụ như ấn vào là chọn cổng thứ hai này, cổng tép này, nhả ra là chọn cổng monitor và là cổng live ở phía sau. Đấy, em này thì sử dụng được hai cổng vào nhé, 1 và 2. Đấy, còn nút này là nút share jack để gọi cái cổng jack ra, để khi anh em cắm vào cổng tép thì anh em có thể điều chỉnh được to nhỏ. Còn nếu mà anh em muốn chỉnh được to nhỏ ở cổng jack này, anh em chú ý nhé, chỉnh được to nhỏ ở cái cổng này có tác dụng thì anh em phải ấn cái nút direct này xuống, thì lúc ấy direct là không có tác dụng ở cổng line, nhưng mà ấn vào cổng jack thì sẽ điều chỉnh được ở cổng jack nhé. Đấy. Không. Đây là suy giảm từ 0 xuống âm 6 decibel. Đang mở to thì có thể không muốn thay đổi được cái volume của cái âm ly thì có thể ấn vào nút suy giảm là nó sẽ bé đi. Đấy. Đây là nút qua quay hay không qua quay này. Đây là đảo ngược các cái giải điều chỉnh, thấp thành cao, cao thành thấp. Cái này thì em cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Còn hai nút này thì gọi đường mic, nên bây giờ thì không sử dụng mic thì không nói. Còn cái này là cái kéo ngang để cho volume cao thấp. Thế thôi. Còn góc cạnh đây, anh em nhìn nhé, góc cạnh không bị cấn móp này. Có một hai vết xước nhỏ thì em đã chỉ trên video và anh cũng đã nắm bắt được rồi. Hiện giờ thì sản phẩm Victor 60 này thì bên em đang tạm hết hàng. Vẫn còn khá nhiều các mã của Victor, ví dụ từ thấp đến cao thì có Victor 30, 33, 40, 66, 70, R7, V7 và R7. Đấy. Chỉ thiếu đúng có mã 50 và 60 và Victor 80 là em full mã của các em Victor nhé, với tầm giá là từ 3 triệu đến 10 triệu của Victor, anh em có thể lựa chọn. Còn ngoài các em Victor thì bên em vẫn đang sẵn rất là nhiều các cái lọc xì Mỹ, ADC, BSR, cũng như là Manzang, Sunsui. Đấy, anh chị em quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0981 956 486, và em đã báo giá rồi thì anh em vui lòng không trả giá giúp em. Em bán fix cứng giá luôn, chỉ hỗ trợ bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ. Và anh em cũng cố gắng xem hết clip, có rất nhiều clip là em đã 100% là clip em đã báo giá rồi, nhưng rất nhiều anh em là không xem, chỉ nhìn cái tiêu đề và cứ nhắn tin hỏi giá. Tất cả đã đều có chi tiết, cũng như là các cái vết xước em đều chỉ rất là rõ chi tiết đến với anh em. Đấy, nên anh em quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến anh khách ở bên Bắc Linh đã tin tưởng và ủng hộ bên em một sản phẩm lọc xì. Ai mà đang có nhu cầu mà chưa
lựa chọn được thì hãy liên hệ Zalo để em tư vấn những em lọc gì hợp với túi tiền và với sở thích của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ kênh bên em xin cảm ơn rất là nhiều. Chào anh em.